Chào cô chú nha. Sáng mình đặt có cá lọc, vừa được hai cái trê khủng nè cô chú ơi. Đây con là tầm chắc khoảng tới 5 kg ạ. Con trong dài chắc cỡ 5 tấc. Nhưng mà hình thể không giáp luôn. Con nhỏ hơi ốm hơn tí. Kêu quá bự. Đổ ra cho cô chú xem nha. Được con cá rô nữa. Chú. Ốc. Nước mẹ dưới mặn luôn. Hai con. Lâm nha chú. Chú. Con tầm chắc khoảng từ 2 kg ăn lên nè.